cao vì cao cầm khóc bao nhiêu bạn chọn đây cầm gấp nhà có cầm cây chai mà vào nhà mai ông bà vui cái bê tông la 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 năm 1896 những bộ phim đầu tiên đều là lên ba còn những bộ phim có lời thoại chỉ bắt đầu xuất hiện từ năm 1927 xin chúc mừng ca đi chi con ca đi cho giờ mau giao đồ khen giao nghề cho công công nghề công khóc nghề nhà giao nhà mai ông già nhà mai ông mà vui cái ông bà đã sai rồi đâu ông bà đã nghe không? Ai sẽ là người may mắn đầu tiên trở thành người chơi tại nhà? Là con gái thì sao? Ngủ không sao? Ngủ ai? Ngủ hơn? Ngủ? Chị sáng rồi. Thưa quý vị đã chính là 80 con tàu của trung tâm điện máy IDEA và 50 con này không còn xa lạ gì chúng ta không còn xa lạ nữa. Thế nhưng không có ngờ 80 con tàu mỗi người mỗi phần quà mỗi chương trình đều khác. Và bây giờ thì chúng ta cùng trò chuyện với vị khán giả đầu tiên của chương trình hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả đầu tiên. Đầu quay đầu sát mặt con nha.